Mẹ của nghệ sĩ hài Hoài Tâm qua đời. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ hài Hoài Tâm đã đăng cáo phó tin buồn về sự ra đi của mẹ ruột là bà Trần Hoàng Kiếm. Được biết, mẹ của nghệ sĩ hài Hoài Tâm qua đời vào ngày 8 tháng 10 năm 2021, hưởng thọ 88 tuổi. Nghệ sĩ Hoài Tâm là con trai út của mẹ. Ngoài ra, trong cáo phó còn có đề tên hai dưỡng nữ là hai người con gái nuôi rất nổi tiếng là nghệ sĩ Diệt Hương và ca sĩ Ngọc Liên. Thông tin tang lễ sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2021 và đến 3 giờ chiều sẽ di quan và an táng. Tang lễ tổ chức tại Mỹ. Nghệ sĩ hài Hoài Tâm sinh năm 1975 tại Việt Nam, sau đó qua Mỹ định cư năm 1990. Anh được khán giả hải ngoại yêu mến qua những tiểu phẩm hài đặc sắc, đặc biệt là những tiểu phẩm đóng cặp với Diệt Hương như Những Vụ Cớp Bất Hủ, Hãy Trả Lời Em. Dù không sở hữu ngoại hình đẹp, nhưng tạo hình giả gái xấu lạ của Hoài Tâm lại là một ấn tượng của anh và mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Chính vì vậy, Hoài Tâm thường xuyên giả gái khi diễn xuất. Hoài Tâm từng tiết lộ cơ duyên đến với nghệ thuật của anh bắt đầu từ năm 2002 khi được mời làm MC đám cưới. Sau đó, anh tham gia đoàn cải lương của nghệ sĩ Chí Tâm và bắt đầu bước lên sân khấu chuyên nghiệp của Trung Tâm Văn Sơn. Với sự dí dỏm cùng cái duyên, anh được nhiều anh chị trong nghề biết đến, trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh. Anh được Hoài Linh nhận làm em nuôi. Hoài Linh cũng chính là nhịp cầu nối Hoài Tâm với Diệt Hương, tạo thành cặp đôi Việt Hương Hoài Tâm từ năm 2005 đến nay. Có thể nói, người bạn thân thiết nhất của Hoài Tâm chính là Việt Hương. Ngoài những tiểu phẩm ăn ý trên sân khấu, Hoài Tâm cũng thường xuyên cùng gia đình Việt Hương đi chơi, tận hưởng cuộc sống. Hoài Tâm tiết lộ, anh gặp Việt Hương khi cô đã là một danh hài nổi tiếng, nên lúc đó anh rất hạnh phúc. Hoài Tâm từng nói, suốt thời gian qua luôn thân thiết, kháng khích đến nỗi nhiều khán giả tưởng chúng tôi là vợ chồng. Có người nghĩ tôi làm giấy kết hôn giả cho bé Hương qua Mỹ, nhưng tất cả đều sai. Tôi chỉ là ba nuôi của con gái Việt Hương, mặc dù tôi chưa có cơ hội nuôi bé ngày nào. Và Việt Hương đã nhận mẹ tôi là mẹ nuôi. Dù có một sự nghiệp nghệ thuật thành công, nhưng chuyện tình cảm của Hoài Tâm được anh giữ kín suốt mấy chục năm. Ở tuổi 45, Hoài Tâm vẫn chọn cuộc sống độc thân vui vẻ. Anh từng hài hước chia sẻ lý do chưa muốn lấy vợ, vì quan niệm 60 chưa phải là già, 60 là tuổi mới qua vậy thì. Tôi có gia đình, anh chị em nghệ sĩ, bạn bè, nhân viên trong công ty. Xung quanh ai cũng yêu thương, nên tôi nghĩ bông hoa này là của chung, Hoài Tâm dí dỏm. Dù đã ở ngưỡng cửa 50, nhưng Hoài Tâm vẫn trẻ trung và rạng rỡ. Ngoài việc cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Hoài Tâm dành thời gian để tận hưởng cuộc sống an yên tại Mỹ cùng những bạn bè, đồng nghiệp và gia đình, trong đó có mẹ già 88 tuổi. Giờ nay thì mẹ đã qua đời, để lại cho anh niềm xót thương vô hạn. Xin thành kính phân ưu, chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ hài Hoài Tâm.